Hello mọi người, hôm nay Phước sẽ cùng các vận động viên và huấn luyện viên đội tuyển bơi Việt Nam sẽ đến chơi nhà của Peter, chuyên gia của đội tại Hungary, tập huấn gần 7 năm trời nhưng đây cũng là lần đầu tiên Phước đến nhà ông ấy. Hello. Tới đó rồi, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc BBQ tại đây. Peter thì chuẩn bị khá nhiều đồ ướp sẵn nhưng tụi mình vẫn mang thêm một chút đồ ăn. Chúng mình tham quan một vòng quanh nhà rồi cùng nhau bắt tay vào nướng đồ ăn nào. Yes. Sau những ngày tập mệt mỏi, những giây phút mọi người quây quần ngồi với nhau như thế này thật sự rất là thoải mái. Mọi người ai cũng vui vẻ vừa nướng đồ ăn, vừa trò chuyện và chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất. Những có cái cháy rồi Peter ơi! Và cũng thật bất ngờ khi mọi người đã chuẩn bị bánh kem để chúc mừng sinh nhật Phước, em Thanh Bảo và Kim Sơn. Mua 2 bà. Mà thế nào bánh hai đứa 22, 23 và bánh sinh nhật mình đã 30? Yes, Phúc. Ủa, alo, mình 30 rồi sao? Hôm nay mọi người đã có một ngày rất là vui vẻ cùng với nhau. Phước cũng cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của mọi người rất là nhiều. I love you, love you, love you, love you. Never. Betty, thank you. Fuck you.